Nhưng đêm nay gọi tên em tìm nghe giá buốt, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nguôi. Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, giờ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Các bạn thân mến, trong lúc kinh tế xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã ngừng sản xuất và nhiều người lao động mất việc làm và nhiều người đã giảm sâu về mặt thu nhập, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Nhưng rất nhiều anh em vẫn dành dụm một khoản tiền để mua sắm một dàn máy karaoke giúp cho gia đình nâng cao về sức khỏe của hệ hô hấp cũng như tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Và nắm bắt được điều đó thì hãng CAVS đã tung ra những combo, những dòng sản phẩm với mức giá hợp lý nhưng chất lượng vàng. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp thị đến các bạn một trong những dòng sản phẩm như thế để các bạn có thêm cơ hội nghiên cứu lựa chọn. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số đang hiển thị phía sau ở trên tấm bảng hoặc bên góc phải của màn hình. Các bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và các bạn có nhu cầu sửa chữa các thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn ở xa có thể xem những bản test của tôi và các bạn có thể đặt hàng để chúng tôi ship. Các bạn thân mến, hiện nay thì trên thị trường các bạn thấy có rất nhiều những thương hiệu audio, ví dụ như những dòng của JB, những dòng của Hackman ấy, rồi những dòng của PV, những dòng của Vega, những dòng của CAF, CAVS, DB, vân vân. Thì các bạn thấy có vô vàn những thương hiệu. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì rất quen thuộc, đó là những thương hiệu lớn, ví dụ như PV, như Vega, như là Infinity, rồi như JB, hay là những dòng loa của Tây Ban Nha. Nhưng các bạn thấy những năm gần đây thì DB Acoustic và CAVS nổi lên như một trong những thương hiệu quốc dân, bởi vì đây là một trong những hãng có những sản phẩm với mức giá hợp lý nhưng đem lại chất lượng âm thanh vàng. Thì minh chứng cho điều đó, hôm nay tôi sẽ tiếp thị các bạn một trong những bộ combo, tất cả 100% các thiết bị đều của hãng CAVS. Vậy cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn cùng quan sát. Ở trước mắt các bạn thì lát nữa tôi sẽ test âm, các bạn sẽ nhận ra một điều rất là đặc biệt. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, đó là một chiếc loa siêu trầm, đó là loa siêu trầm Bass 30 của hãng CAVS. Loa siêu trầm này có mức giá là 6 triệu đồng Bass 30. Và các bạn nhìn thấy cái thể tích cộng hưởng của thùng rất là lớn, chiều sâu của nó cũng rất là lớn. Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy tiếng bass nó đánh rất là mạnh mẽ, uy lực. Ở hai bên thì các bạn không còn xa lạ nữa, đây là mẫu loa CAVS ATV12. Đây là dòng loa full bass 30, nó sử dụng cả bass cả chép đều là nam châm đất hiếm và áp dụng cái công nghệ tối tân nhất, đó là công nghệ bi. Đấy, chính vì vậy các bạn thấy gọi là full từ neo bi. Cặp loa này mới 100% nguyên thùng và tôi còn một vài cặp nữa bán cho các bạn giá chỉ 13 triệu đồng. Trước đây là 15 triệu đồng nhưng hiện nay tôi còn một vài cặp tôi bán thanh lý cho các bạn giá chỉ 13 triệu đồng một cặp này. Lát nữa các bạn sẽ thấy âm thanh cực kỳ huyền diệu. Các bạn nếu như chúng ta chỉ quan tâm đến loa mà chúng ta bỏ qua vai trò của những chiếc đẩy hay những chiếc vang hay những bộ mic thì đó là một những sai lầm. Thì các bạn nhìn thấy ở đây CAVS vừa đem về thị trường Việt Nam một bộ combo mà ngày hôm trước tôi đã có video clip nói sâu về một bộ combo rất là đáng chơi này. Các bạn nhìn thấy ở dưới cùng, đó là một con đẩy của CAVS, đó là con đẩy MA800. Các bạn thân mến, đó là đẩy MA800. Thì đây là một bộ nó đi kèm với nhau, đẩy là MA800, vang số của nó là MP800 và mic của nó là MX800. Mic là MX800, vang số là MP800 và đẩy là MA800. Bộ này gọi là bộ combo 800 của CAVS. Các bạn nhìn thấy đây là một con đẩy rất là thông minh. Khi các bạn bật lên thì nó hiển thị tất cả cái tình trạng quạt gió này, rồi nhiệt độ này, mức độ hoạt động này, âm lượng này, vân vân. Và nó có cái cơ chế hoạt động là mát, rất là thông minh. Khi mà nó thật nóng thì quạt nó sẽ quay, tùy theo mức độ mà nó sẽ quay mạnh hay quay nhẹ. Nếu như mà nó không nóng thì nó sẽ không quay. Rất là thông minh. Ở đây thì các bạn thấy một con vang số chúng tôi chỉnh bằng máy tính, bằng phần mềm và các bạn có thể hiệu chỉnh bằng cả tay, cũng rất là tiện lợi, kết nối không dây và Bluetooth. Nếu như các bạn mua sắm những dàn như thế này thì anh em chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai thác được rất nhiều những tính năng rất là tuyệt vời mà trên những bộ ghép rời không thể đem lại được. Và mic này là mic không dây của CAVS, có model là MX800. Thì các bạn thấy đây là một trong dòng mic mà hãng thiết kế cũng rất là tinh tế trong việc sử dụng những cái vật liệu, chất liệu, và nó sử dụng băng tần UHF scan tự tìm cái sóng sạch ổn định. Nguyên bộ combo này đã, chỉ nguyên bộ 3 này đã có giá là 22 triệu đồng. Trong thời gian tôi đang demo cho hãng này, các bạn sẽ mua được mức giá rất là ưu đãi. Và con đẩy này thì có cây công suất mỗi một kênh là 800W, và nếu bật về chế độ mono thì sẽ là 1600W. Các bạn thấy đây là một trong những bộ rất là khủng. Và nếu như mà các bạn đang có bất cứ một cái dòng loa nào trong gia đình, kể cả những dòng loa Bass 40 như Vega, như PV, hay những dòng PV đời mới, hay những dòng 2 Bass 40 của JB,
hay những dòng loa BMB 900C 2000 vân vân. Các bạn có thể mua rời bộ combo này để ghép vào những cặp loa mà các bạn đang có trong gia đình. Và những sản phẩm như này tôi ghép vào và các bạn có thể mua rời tùy theo các bạn. Các bạn thân mến, thì bây giờ tôi sẽ test âm để các bạn nhận ra cái sự đặc sắc trong một cái dàn máy combo 100% các thiết bị của hãng CAVS. Còn nếu như các bạn thích những dòng loa súp mà bát lớn thì đây là súp của DBA Acoustic này, rất là đẹp, bát 40. Ở dưới này cũng là súp điện bát 40 của CAVS, rồi các dòng súp điện bát 30 của DB đấy, rồi súp điện súp hơi của tất cả các hãng từ PV cho đến CAVS hay DB Acoustic. Đây là những dòng đời mới và đem lại chất lượng âm thanh thì như các bạn đã biết qua các bản test của tôi rồi. Ở đây thì các bạn thấy kể cả DB Acoustic cũng thế, cũng tung ra những bộ combo đấy, tất cả mic vang đẩy đi liền với nhau. Thì đó là một cái cách mà các bạn thấy là những năm gần đây thì các hãng đều tập trung vào đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, đó là thích những cái bộ dàn nhìn nó hầm hố và nó nhiều thớt nhưng mà nó lại phải đồng bộ với nhau về cả mặt hình thức cũng như là về mặt trở kháng. Bây giờ tôi sẽ test âm, mời các bạn đeo tai phone vào. Tôi vẫn nhớ em hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường gom trăng sao dệt muốn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn, chuyện tình xưa vô cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn. Câu ca dao mẹ dù còn bao năm vẫn nhớ, nước non mình chiến trinh dài, người ra đi còn đi mãi mãi, mong chúng đôi vẫn còn chia vui. Tôi vẫn nhớ em lên đường chiều mưa răng cao, mình tôi đứng dưng dưng nghẹn ngào. Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều, lần về qua tôi ghé thăm em, quà cho nhau tôi tặng em chiếc khăn thêu màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi em đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên